Vâng, Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì đây là dòng máy đo huyết áp Myrolife cao cấp nhất hiện giờ của hãng. Đó là dòng B6 Honest ha. Thì Hoàng Sơn có một cái video khá là dài, khoảng trên 20 phút, có hướng dẫn chi tiết từ đầu tới cuối một cái dòng cao cấp này rồi. Và đây là một cái video ngắn để cho gia đình ông bà mình á dễ xem một cách đơn giản nhất ha, dễ sử dụng. Thì đi theo máy thì chúng ta sẽ có một cái dòng quấn ha, và một cái máy. Bên cạnh đó chúng ta còn có một cái cọng dây kết nối máy vi tính, và đây là cái cục adapter để chúng ta có thể cắm vào xài điện. Nếu mà như ở quê mình mà không tìm được pin tốt, hoặc là mình bác sĩ một ngày đó rất là nhiều bệnh nhân thì mình sử dụng cái này. Còn bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được sử dụng pin, hãng có cho thêm 4 viên pin. Thì chúng ta sẽ bỏ qua cái này nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về những chức năng của cái máy này như thế nào. Thì máy này ngoài chức năng đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và đếm nhịp tim là cái dòng những dòng máy huyết áp phổ thông đều có hết, thì dòng này nó sẽ có thêm những chức năng như thế nào. Anh nhà thấy nè, đây là chức năng BAD kiểm tra tim loạn nhịp nè ha, và chức năng gen mắt, tức là khi mà đo nhanh nó sẽ tự động bơm lên và kiểm tra vừa đủ hơi chứ không có bơm quá nhiều quá căng, thì làm cho chúng ta thoải mái hơn và tiết kiệm pin hơn. Và đây là cảnh báo dòng quấn đúng tư thế ha. Đó, dòng quấn tạo khuôn sẵn nó sẽ tránh xảy ra những cái dao động bên ngoài, tránh sai sót hơn, sai lệch hơn. Và chức năng kiểm tra trung bình của chúng ta và chức năng kiểm tra trung bình của 4 tuần màn hình rộng hơn ha. Và những cái đèn báo huyết áp mình bình thường hay là huyết áp mình nguy hiểm thì nó sẽ có những cái đèn báo trên đây. Và hai bộ nhớ, mỗi bộ nhớ được 90 lần. Ví dụ nhà mình có hai người thì số 1 cho cái người A, số 2 là cho người B. Hoặc là ví dụ nhà có nhiều người thì số 1 là cho cái người xài nhiều nhất, ví dụ là của ba mình hoặc mẹ mình. Còn cái số 2 là của tất cả những người trong gia đình để chúng ta có thể lưu được bộ nhớ chính xác hơn ha. Rồi và ba cái chức năng cao cấp nhất của cái dòng B6 so với những hãng khác và những cái dòng model khác của Myrolife thế nào. Thì có kiểm tra là AFIB là kiểm tra cảnh báo đột quỵ cả nhà ha. Và chức năng MAM Smart, tức là khi là chúng ta đo những cái dòng máy thông thường thì chúng ta cần đo 2 lần hoặc 3 lần cách nhau khoảng 2-3 phút để lấy kết quả trung bình. Còn ở đây chúng ta chuyển qua chế độ là chúng ta chỉ đo một lần thì sẽ ra luôn cái kết quả ha, đo ra khá là nhanh. Chỉ dùng máy tự đo lên và xả xuống nghỉ xíu và tự động bơm đo lại luôn. Và chức năng kiểm tra kết nối qua Bluetooth và qua máy vi tính. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về cái máy này. Thì trên máy là màn hình rất là lớn nè. Đây là bộ nhớ, M là bộ nhớ. Nút tắt nguồn, mở nguồn. Và đồng hồ là cài đặt ngày giờ. Và có 1 đến 2 người trên bộ nhớ trên đây. Cả nhà thấy như đây, còn ba cái nút này đó là cảnh báo là huyết áp mình bình thường hay là bất bình thường. Bên hông thì chúng ta có số 1, tức là đo giống như cái kiểu truyền thống, đo một lần. Nếu chúng ta gạt lên cái chữ MM là chúng ta sẽ đo 2 lần liên tục, máy tự đo và tự ra kết quả cho chúng ta luôn. Trên đây là một cái chỗ cắm dòng quấn, có cái hình cái khuôn dòng quấn. Rồi bên tay phải bên đây thì mình sẽ có cọng dây để kết nối vào máy vi tính. Và đây là cái chỗ để mình cắm cái cục adapter 6V của hãng vô cả nhà ha. Rồi ở bên dưới thì là chúng ta sẽ có thể gắn pin, 4 viên pin. Thì cả nhà mình nhớ xài pin tốt nha. Còn bình thường xài thì chú ý chảy pin, đừng để lâu trong máy chảy pin nguy hiểm. Tại vì hãng bảo hành đổi mới cho mình là 5 năm là do lỗi do nhà sản xuất, và 2 năm cho dòng quấn nếu bị lỗi. Còn máy là 5 năm cả nhà ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài đặt ngày giờ. Là đầu tiên chúng ta sẽ mở máy ha. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào đồng hồ. Đó, chúng ta đè 3 giây. Thì cái đồng hồ sẽ chớp như thế này nè. Chúng ta sẽ bấm tăng. Bấm một nút thôi, nút chữ M là bấm tăng. Hoặc là đè giữ luôn. Cho đến khi nào mà nó quá lố khoảng 50, 2050 á, thì nó sẽ xoay vòng trở lại. Đó. Nó lố nữa nè ha, mình bấm giữ luôn. Rồi đây chúng ta sẽ 2022. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái đồng hồ. Rồi chúng ta sẽ tăng lên
số 12, tức là tháng trước ha. À, hiện giờ tháng 2. Rồi bấm cái nữa là sẽ qua là ngày trước. Ví dụ là ngày, nếu mà lố qua 30 thì chúng ta sẽ xây dòng lại. Hôm nay ngày 19 ha. Rồi. Chúng ta bấm đồng hồ là sẽ qua cài đặt giờ. Rồi. Cũng xây dòng 24 tiếng. Vậy là 4 giờ chiều. Rồi tới phút. Và chúng ta thoát ra, vậy là xong. Cài đặt ngày giờ thì chúng ta sẽ bấm vào cái đồng hồ khoảng 3-4 giây. Nó sẽ chớp chớp, rồi sau đó chúng ta bấm M để tăng và bấm đồng hồ chuyển, tăng, chuyển chức năng, tăng là hai lúc này thôi. Rồi, bình thường mặc định là số 1 ha, rồi bây giờ mình có thể đo cái người số 2 là mình bấm qua, còn không cần thì bấm người số 1. Còn nếu mà như ở nhà mình mà mình cài sẵn cho ông bà rồi thì ông bà chỉ cần bấm vào cái nút nguồn là có thể đo. Đơn giản vậy cả nhà ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái cọng dây. Ví dụ ở nhà mà chúng ta cài đặt sẵn ngày giờ cho ông bà rồi thì chúng ta chỉ có thể gắn vòng quấn vào là đo thôi, rất là đơn giản. Đây là vòng quấn tạo khuôn, cái chỗ màu vàng là chỗ mà mình có thể nắm chặt nè. Rồi, mình gắn bên tay trái ha, gần tim. Cách 1-2cm nha, 1-2cm. Cọng dây nằm giữa tay, đó cả nhà thấy. Rồi, mình quấn vừa khít thôi, mình không có cần siết chặt đâu, quấn vừa khít. Cái vòng quấn này nó khá là rộng, dành cho những cái tay có thể lớn hơn nữa. Rồi, khi đo thì mình không nói chuyện ha, mình ngồi nghỉ khoảng 5-10 phút. Khi mình đang làm việc hay mình đang ở ngoài về, ngồi nghỉ thoải mái khoảng 5-10 phút, mình đo thì mới có độ chính xác cao. Còn hiện giờ đó, thì mình cứ để chức năng số 1, à, là đo một lần. Rồi mình đo ha. Rồi mình ra kết quả luôn, rất là nhanh. Rồi cả nhà mình thấy, nếu mà để cho ông bà mình xài á, đầu tiên là mình cài đặt ngày giờ xong, sau đó mình đeo vòng quấn vào, bấm nút đo và sẽ ra kết quả. Rồi mình sẽ tra vào cái bảng, ví dụ trong cuốn sổ sẽ có cái bảng huyết áp tâm thu, cái tâm trương và nhịp tim, thì mình sẽ tra vào đây. À, đây là cái hướng dẫn rất là cơ bản để cho cả nhà mình dễ xem. Còn nếu mà cả nhà mình muốn xem chi tiết thì xem cái video video đầy đủ của cái phiên bản này ha. À, chúng ta sẽ mở Bluetooth lên, chúng ta sẽ cài cái phần mềm Connect của Myroline đó, và chúng ta sẽ kết nối qua. Chúng ta mở Bluetooth và kết nối qua. Chúng ta đè giữ cái nút nguồn này khoảng 5-10 giây thì sẽ kết nối được với điện thoại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xác nhận ha, xác nhận là kết nối điện thoại. Rồi, cả nhà thấy dữ liệu đã được chuyển qua ha. Hôm nay Bảo Sơn chia sẻ một cái video ngắn để giúp cho ông bà mình ở nhà có thể sử dụng cách dễ dàng, với điều kiện là con cháu mình cài đặt trước ngày giờ cho ông bà, hoặc là kết nối điện thoại khi cần. Còn lại là chúng ta chỉ cần đeo vòng quấn vào và bấm nút đo ra kết quả. Và nếu mà như trên màn hình mà hiển thị chỉ là huyết áp không và nhịp tim, ví dụ cả nhà mình xem lại bộ nhớ, nhịp tim mình là 82 lần đập trên phút nè, huyết áp tâm thu là 125, ví dụ bình thường đi bác sĩ gọi là huyết áp 12 hoặc là 13 là 125 ha, huyết áp tâm trương 77, thì thường mình chỉ cần nhìn một con số trên là cũng nói lên gần được cái chính xác huyết áp mình rồi. Còn mình muốn kỹ á, mình tra cả hai cái con số này vào cái bảng giá trị để mình theo dõi cho chính xác, mà nó không có hiển thị ngoài chức năng huyết áp mà không có hiển thị các chức năng khác á, là quá tốt ha. Tức là không có bị rung tâm nhĩ nè, hoặc là không có bị tim đập loạn nhịp cả nhà ha. Tại vì rung tâm nhĩ là cảnh báo sớm về đột quỵ, còn tim đập loạn nhịp thì giống như tim mình đập không đều đó, thì mình có thể đi khám tổng quát. Nếu mà thường xuyên đo mà ra những cái kết quả đó, mình đi khám tổng quát hoặc là mình hỏi thêm ý kiến của bác sĩ nghe. Đó, cái máy này thì đơn giản như vậy nhưng mà có rất là nhiều chức năng cao cấp như là phòng khám tư. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu cô chú mình có gì thắc mắc thì có thể gọi trực tiếp đến Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới. Và cái máy này thì bảo hành 5 năm, đổi mới hoàn toàn nếu mà do lỗi của nhà sản xuất ha, và vòng quấn là bảo hành 2 năm. Máy này thì giá niêm yết là 2.850.000. Rồi, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.